cũng quen nước quen cái rồi chú ơi, thành ra đi xa rồi, rồi em cháu ở xóm á nó không có cho đi, nó vắng ông là buồn, rồi nó kêu ông ở nhà đi, có vụ như đói khổ gì đó thì nó giúp gạo rồi cho ăn. Chào cả nhà nha, hôm nay mình đến đây quay lại căn nhà của chú Ba. Thì mình có mua thiết cho chú rồi dựng lại căn nhà đó cả nhà. Hôm nay chú dựng đã xong rồi. Nhưng mà còn mấy cái miếng thiết ở trước này mình cũng cho chú lợp luôn. Nhưng mà hết đinh rồi. Hết đinh nên chú ngưng. Thì để mình gửi số tiền cho chú để chú mua đinh với mua cái cây đòn tay chính giữa thay đó cho chú lợp lên luôn cho nó đều cái mới luôn đó nha nhà. Này ở sau cũng thay thiết mới luôn rồi, thiết lợp ở trên cũng mới luôn cả nhà. Hồi sáng giờ chú có đi bắt ốc không chú Ba? Không, hôm nay nghỉ nè. Bắt đầu ngày mai đi làm. Chắc ngày mai đi. Bởi vì đi chợ mua đinh. Dạ. Về để cho mấy cháu nó thay cái máy này. Dạ. Bởi vì cái mới về cơm nước rồi cái đi tắm một tuần. Dạ. Đi tắm tuần mới về đây là mới về đây mấy cháu ở ngoài chợ mới đi vô. Dạ. Thấy anh Cường á. Dạ. Cường vô đây mới tâm sự nó nãy giờ. Rồi nó mới vừa về chú vô thôi. Dạ. Giờ tưởng chú chịu đi lên Đồng Nai sống thì con tạo điều kiện cho chú đi. Chú chào vợ ở đây mến trại chừng. Dạ, còn chú dắt một chút để nó buồn. Nó buồn. Mà con tôi nó dốc nó lao cho nó nghe. Dạ. Tại có người cũng thấy chú sống mà một mình đó. Rồi người ta thấy thương người ta muốn rước lên chảnh người ta nuôi chú. Tạo điều kiện cho nó, ví dụ có đau ở bệnh hoạn người ta lo hết luôn. Biết rồi, nhưng mà lúc trước cũng khó, cũng có người ta cũng mộ đâu ngoại. Dạ. Không chịu đi. Dạ. Không chịu đi mấy rút về đây. Đúng rồi, cái tre nó bận than ở dưới mình đóng vô là nó có lằn tét rồi. Nó dễ nhổ lắm. Phải làm cho kiện cẩn thận mới được. Nhà trước nó tróc trời mấy cái. Dạ. Dạ. Ở Nghi An chỗ cái nhà nằm đưa ra ngoài đồng trống lỏng này gió nó vô nó đi thẳng không? Ờ, đi thẳng vô không? Đi thẳng vô không à? Đâu thế, chỗ nào đó. Thì lát nữa con gửi cho chú mớ tiền để chú mua luôn ba cái cây đòn tay để lợp lên bốn miếng thiết này luôn cho nó lành lặn. Dạ. Dưới mua đinh rồi thêm về đóng. Đinh mua rồi. Mua rồi hả chú? Được. Mua đinh rồi, sẵn mãi tao mua luôn cho. Ồ, đinh mấy trước mà mua sáng rồi. Dạ. Mình thấy ông đóng đinh dù mới được. Đinh dù. Đinh dù á. Trời. Đóng đinh đinh năm thân á. Đúng đinh năm thân á. Mới chịu được. Này chú làm ngày hôm qua rồi, hồi sáng giờ. Qua. Ngày hôm qua. Xong luôn ngày hôm qua luôn hả chú? Xong qua luôn. Dạ. Còn cái máy này đó là coi như không có đinh đóng. Dạ. Rồi thằng cháu nó mới nói không có đinh đóng thôi, giờ tôi nói gì vậy sáng phải đi mua. Dạ. Phải mua bởi đinh còn để rồi chứ mới về hồi nãy rồi đi dám từng luôn rồi chưa có làm gì hết. Dạ. Nhưng mà mát trời nó mới dám lên làm, bị nó thiết nó nóng. Dạ. Rồi có thằng cháu nó tiếp lên nóc nhà chứ như tôi không đóng lên nóc nhà đâu đó. Dạ. Còn như thằng này thì nó phụ quả ở dưới này. Lớn tuổi rồi đâu có leo cao được. Đâu có leo cao được đâu. Thì cũng nhờ đó không. Thôi còn dừng lại kính gì cũng mừng rồi chú ơi. Thế như vậy thì tụi ngay tôi cũng cảm ơn tài trợ. Cũng mừng rồi, kính lại được gì là mừng rồi. Hết sợ mưa tạt gì vậy. Hết cái tạt rồi không có sợ. Dạ. Rồi. Chứ ông che bi tiết dài ba bữa. Nó chóc trơn à. Chóc trơn luôn. Lột luôn, lột nguyên về luôn mà. Dạ. Giờ tháo rồi bỏ rồi đó. Dùng dằn nó rấp đáp không đó. Còn mấy miếng thiết này là mấy trước? Mấy thiết này dừng. Bởi vì con thấy ở bản mà còn còn cũ, dạ. Cũ. Cái này còn mấy tấm chú Ba? Năm tấm gì lận. Dạ. Vậy thay luôn bên kia đi cho nó kín đáo mà. Thay bên bản á.
phía bên kia là cái phía bên hướng gió đó, à, gió hướng mưa. Dạ dạ dạ. Đưa qua này không á. Dạ. À, dưới phần mấy cái ổ điện nó nằm ở chỗ đó nữa. Dạ. Nó tạt vô rồi sợ vô mấy ổ điện á. Vậy ông Thai luôn đi để à, để đây rồi mấy thằng cháu nó rảnh á. Dạ. À, kêu nó lại tiếp nữa nó làm. Dạ. Rồi ngày qua cũng mấy ngày cũng lại tiếp dựng này nè. Dạ. À, mỗi sớm. Không có dòng họ, thì con, ăn, nhất cần cần lăng gì cần thân gì hả điện cũng xài điện này nè nó nhông á. Dạ phải 8 điểm rồi. Chú đi mò ốc xa không chú ba? Xa, đi cũng mấy cái số. Dạ. Rồi có chuồng hay là đi... Đi bộ, giác bộ gì vậy? Chú đi bộ không? Đi bộ mà. Rồi đi mò nhiều sao giác về nói? Cũng giác về sao vậy? Ủa? Chữ chỉnh thôi rồi. Đủ chỉnh mình giác nổi rồi gì à. Rồi bán được nhiêu? Bán được cũng một bữa vậy là cũng 50-70 ngàn. Dạ. Ốc gì, ốc gì à chú ba? Ốc quắn. Ốc quắn? Ốc. Dạ. Thì có bữa thì có 20-30 ngàn. Rồi có bữa không có đồng nào luôn. Dạ. Rồi đi mà không có rồi gì á. Dạ. Rồi qua kinh bên vụ 2 đó chứ còn vụ 3 này đâu có mò được đâu. Dạ. Rồi chú nói với thằng này nói thôi giờ nghỉ bữa nay bị có chú vô coi quay phim nè. Rồi mình tâm sự với nhau rồi mời hả đi mò. Dạ lớn tuổi rồi mà còn đi mò ốc. Vậy chứ không mò làm sao xong. Không giờ con cháu ông không ai nuôi chân hả chú ba? Con cháu dòng họ này không có dính dấp nữa hết. Không ai tiếp xúc gì hết. Không còn ở đây luôn hả vậy hay là sao? Bà con thì thiếu gì nhóc tứ. Không đăng không bà coi như ông hồi đó có con không chú ba? Không. À, không có con hả? Không. Không có con. Đó con cháu thì bà con thì đâu cháu được. Như cháu, như cháu ruột ông á. Cháu ruột không có khó nhờ được gì đâu. Dạ, như cháu nội cháu ngoại đồ này kia mà ngặt ông không hồi đó giờ đâu có con đâu. Không có con mình đã không có nhờ. Dạ. Cháu ruột không có nhờ. Dạ. À, nó cũng muốn chửi thêm. Phải có đứa con nuôi dưỡng có cũng đứa được. Con thì nó cũng lo cho mình, nó cũng nuôi mình. Dạ. Con này không có bạn nó thấy mình nghèo quá chắc nó cũng không nuôi. Có anh Minh ở trên Đồng Nai á đòi nói thấy chú mà tội nghiệp rồi tính rước chú về cho anh nuôi. Mà giờ nói chú không chịu đi. Nó không nhặt gì đó. Dạ. Rồi đi hoài mà đi du dịch mà mấy đứa giờ chú con điện rồi chú nói chuyện với anh Minh đó ha. Nói một chút đi. Alo anh Minh. Đây chú ba nè, anh nói chuyện với chú ba nha. Rồi. Khỏe không chú ơi? Hả? không để xuống nói chuyện nghe bình thường. À, khỏe thì chú cũng khỏe ha. Dạ con khỏe. À, cũng có nghe tin chú có nhắn gửi mà bị bận đi không được, đi ra ngoài sống không được. Nếu mà nếu chú thương á chú giúp được phần nào nữa tôi mang ơn á. Chú con lên trên đài được không? Dạ lên không được là bởi vì còn dính dấp ở đây, bởi vì mồ mả của ông già nằm kế bên nè, cũng kiến đồ kia nọ cũng khó đi quá, thì có vậy có thể mà chú mà có giúp được cái gì cho tôi được là tôi rất mang ơn chú. Thì có gì đâu, thì mồ mả thì lâu lâu chú về chú dễ mồ với mã thôi, chứ có gì đâu. Rồi nó khó khăn cái vì gà dịch đồ nó lên trên mã nó ở bởi vì mã đất, chứ không phải mã đá. Thì cũng dơ giấy vậy lắm. Có ăn thôi gì đâu chú, thì cứ năm chú về lần hai lần chú nghe. Hai ngôi mộ của cha mẹ của chú ba cả nhà. Không biết hai xây hai cái núm này nhiêu tiền. Dạ cũng phải láng rồi. Chú cả nhà coi có ai giúp đỡ cho chú xây được hai cái núm mộ cho cha mẹ của chú ba. Thì chú liên hệ với lại bà ông thầy này. Có gì đâu chú. Chú khi nào chú lên thì chú cứ điện thoại cho con chỉ chở và chú đi xe buýt lên rồi tới chỗ nào đó con ra con đón có gì đâu. À bởi vì bây giờ là chưa có điện thoại. Không có điện thoại. Để khi nào nói anh Năm mua cái điện thoại của bác xài được rồi. À có chú Năm ở đây có gì tôi liên hệ với chú Năm.
À, để sau này coi nếu mà tôi cần lên chú á, thì tôi nhờ chú Năm này giúp đỡ. À, chú lớn tuổi, chú này như là 71 rồi chú. 71 rồi chú. Rồi. Trước giờ bởi vì mình cũng lao động, thành ra nó cũng có sức khỏe anh chú, chứ cũng yếu lắm rồi, bằng nặng không có được đâu chú ơi. Chú còn có sức khỏe, chú cố gắng làm cái chuyện cực quá, ăn uống nó không đầy đủ, sau này chú yếu, nó xuống sức lắm. Thấy vậy là con cũng nói với Nam và coi liên hệ với chú. Dạ. Ở lên trên này ở với con. Muốn đi làm kiếm tiền bỏ túi thì có gì đâu. Đi bán vé số một ngày 100 tờ, số không có 100 ngàn rồi. Dạ. Ăn uống cơm nước thì con lo cho hết. Không có phải lo gì hết. Dạ. Đó thì con cũng muốn tạo điều kiện giúp chú. Một phần là một phần này, ví dụ chú cũng có số tiền riêng, ví dụ chú cũng ngoan ăn xài ha. Lâu lâu chú có muốn đi chơi chỗ nào chú đi. Dạ. Thông thả cho nó khỏe tuổi già. Bởi vì con ý con muốn giúp chú vậy thôi. Ở đây đó ngay cũng quen nước quen cái rồi chú ơi. Mình ra đi xa rồi, rồi em cháu ở xóm á, nó không có cho đi. Nó vắng ông là buồn. Rồi nó kêu ông ở nhà đi. Có dụ như đói khổ gì đó thì nó giúp gạo rồi cho ăn. Rồi ở xóm á. À, để khi nào ạ? Dạ. Quan trọng là cái công việc làm của chú á, nó vất vả, nó bấp bênh phải không? Dạ. Đôi lúc nhiều khi là chú mệt rồi chú cũng phải ráng cố gắng chú đi làm để kiếm cái đồng tiền mình sống. Dạ. Và con nghĩ chỗ đó là con thương chú thôi. Dạ. Chứ đói thì giờ ví dụ mình có khổ không có ăn thì bà con hàng trong xóm họ cũng giúp cho mình một vài lít gạo cũng sống qua ngày được. Dạ, ở đây thì ở đây cũng có bà con giúp cái này đó. Dạ. Thì con có ý đó thì tùy chú. À. Để chú suy nghĩ này đi, rồi khi nào mà chú đồng ý thì em chở chú lên chảnh luôn. Rồi, thế vậy tốt. có chú Năm mà giúp ủng hộ mà. Có chú Năm đeo ủng hộ. Ảnh có người nhà bên này nữa mà. Dạ. À, cũng gần tôi đây nè, nhà ổng cũng gần đây nè. Cũng ở một xã nè. Ờ, một xã mà chung một ấp luôn đó. Ờ, ở chung một ấp luôn đó. Dạ. Dạ, cũng gần. Cách với nhau rồi, chừng cái ngoài số à. Dạ, thì còn một xã là cũng gần mà. Dạ. Rồi, đã khổ vậy rồi. Còn hỗ trợ cho hai cái vợ chồng của ông nào ở chung với chú nữa hả? Dạ, cháu nó cũng khổ hơn cháu tôi nữa. Nó cũng khổ hơn tôi nữa. Cháu sao? Người dân không có ruột thịt chân á, mà sống ở chung hữu hỷ với nhau vậy chứ không có ruột thịt gì chứ. Thôi nói giao nhà đó cho hai vợ chồng ổng mướn ở luôn đây. Nói chồng cho nhà ở đó, coi nhà cho chú. Sao mồ mã giùm. Lâu lâu về chú thăm. Thôi vậy cũng cảm ơn chú. Dạ. Còn không thì cứ ấy lên đây con chơi, ví dụ chơi 1-2 tháng rồi về cũng được. Dạ. Đó, ví dụ như năm có gì phải lên trên này đó. À. Chú đi với ảnh lên trên này chơi. Đấy, chơi là khi nào chú về con bắt xe chú về. Tại chừng nào tôi có cần thiết cái này đó thì tôi nhờ chú Năm mà ủng hộ. À, có chú Năm đây rồi bây giờ biết rồi, ủng hộ được rồi. Thấy chú thì có cái duyên đó thì con mới liên hệ chú Năm. À, phải rồi, giờ giúp chú cái tuổi già để chú ở đây chú cháu không phải không đỡ buồn. Dạ. Nhà ba cha con à. Dạ. Thì ông cũng có vui vẻ lắm. À, vui tin. Đây là ngôi mộ của cha mẹ của chú Ba này cả nhà. Chưa có cái núm ở trên. Dạ. Còn là đất. Bây giờ muốn tạo điều kiện. Dạ. Tính thì, giúp chú xây hai cái núm. Chú là chú Năm này cũng có số nhau ha.
À, giúp chú xây hai cái nấm mộ luôn mà không biết cái hai cái nấm mộ này khoảng nhiêu tiền mình cũng không biết. Chú sắp xếp như thế nào thì tùy ở chú. Dạ. Nhưng mà khi chú nói ra là con rất hiểu là chú đi không đành là gì. Chú còn quyến luyến hai vợ chồng anh đó gì phải không? Dạ. À, mà vậy nó cũng kết nghĩa con nuôi. Thì nó nghe nó ở chung đây thì nó cũng lo đồ ăn, cơm, nước, đồ kia cho mình. Nó cũng dưng cơm vào nước chứ không phải không. Thì thấy như vậy mình bỏ không đành. Bỏ không đành đâu. Thì nói chung thì cái chuyện tình cảm riêng tư của chú thì con cũng không dám xen vô. Dạ. Nhưng chỉ con có ý chú vậy thôi. Chứ còn riêng tư thì con không dám. Dạ. Bởi vì ai cũng có cái cuộc sống riêng tư. Thì con cũng có hỏi thăm anh Năm, thì nhắn tin cho anh Năm thì nói là chú không có người thân. Dạ. Con nghe thì con thấy con cũng thương chú. Bởi vì dù lớn tuổi mà nhiều khi không có người thân, nhiều khi bệnh đau thì nó cũng khổ lắm. Dạ. Thế bây giờ bây giờ có thằng cháu nó ở chung đây không đến nổi, có bị gì nó la làng lên thì ở xóm chạy lại. Dạ. Lên cận ở đây cũng về cả nhà. Dạ. Thì vậy cũng cảm ơn chú đi. Dạ. À, chú nói gì nếu có gì khi nào con về dưới con điện anh Năm rồi tao dẫn con lại chú chơi. Dạ, cái đó này gì rồi mừng lắm à. Dạ, mà, con thì cũng bận lắm, tại nhà có ba cha con, mình vừa làm cha vừa làm mẹ luôn không. Gà trống nuôi con. Ủa vậy không có vợ. Có vợ thôi. Gà trống nuôi con. À, tôi gà trống mà không có con nuôi. Tôi gà trống không có con nuôi. Có vợ mà vợ mất lâu rồi. Rồi không có con. Nên ở độc thân tới bây giờ luôn đó. Trung thủy dữ ha. Dạ. À, thì dạ. À, khổ mình phải gắng chịu chứ sao giờ đó, đó do nơi trời Phật sắp đặt rồi. À, phải tôi được lên trên đó thì chắc tụi chú phù hợp nhau được rồi đó, vừa đó. Vậy hả? À, mới 6 năm. Tôi vợ mất mấy chục năm rồi. Mất năm nay là 20 mấy 30 năm rồi. Thì cũng sống độc thân mình nên vậy đó, nay chỗ này mới chỗ kia vậy đó. À. Rồi chú nãy giờ nói chuyện với anh Minh sao rồi chú ba? À, chú Út bên ấy mà chừng nào mà có ra ngoài chơi á. Dạ. Thì cho chú hay. Dạ. À, chú cứ lo cho tôi đi ra được tới ngoài. Dạ. Vì chú có lời lẽ lợi. Dạ. Nhắn lợi là gì đó. Dạ. Tiền bạc gì đó ha, rồi dạ. Đi đứng gì đó. Dạ. Thì chú ở trong này cứ lo đi. Dạ. Rồi tôi ra ngoài chơi đi rồi, rồi chú chờ lại. Dạ. Thôi con hôm nay con đến đây thấy quay cái nhà của chú cũng lành lặn cũng đã 70% 80% rồi. Dạ. Chỉ có còn ở trên đó thôi con. Hôm nay con gửi cho chú 2 triệu. Dạ. Để chú mua thêm mấy cái cây đòn tay. Dạ. 3 cây đòn tay với lại cây thun luông bên kia. Dạ. Rồi chú làm cho nó vững luôn đi, mượn cho cháu nó làm. Dạ, đây có sân điện con mấy đứa cháu này nè. Dạ dạ, đây con gửi cho chú 2 triệu. Dạ. Thì chú Năm dễ gì bỏ tao đâu. Cũng tới lui hoài chứ thăm lốm. Không còn chuyến sau con còn tới đây 1 chuyến nữa. À, à. Chắc cũng gần đây thôi, ít vài ngày nữa thôi. Dạ. À. Yeah. Vậy chú làm cho nó cái nhà cho nó cái kín đáo với cho nó. Thì bây giờ mình lợp cái nóc này. Dạ, yeah, cái nóc. Cái nóc với rừng bên ở trong. Dạ dạ dạ, rừng thay còn còn 5-6 miếng thiết này chú thay luôn bên kia đi. Dạ. Dạ. Dạ dạ, thay luôn bên kia đi. Với lại mua cái cây vuông thun vuông ở dưới cặp ở dưới chỗ cái sàn đó chú ba. Chú thay luôn cây đó đi. Rồi dưới thay luôn cái 3 cây đòn tay này. Rồi. Dạ. Rồi nhờ cái cháu nó mua giùm cho chú đi. Nó không phải nó mua được rồi làm sao nó chiên chảo vô. Mua sẵn thì chú cái vỏ bên sông bữa đó chở thiết á. Sẵn ta đi chợ chú mượn ta chở về luôn. Rồi còn mấy nữa là ra ngoài sáu kẹo á. Ra sáu kẹo á. Dạ. Sáu kẹo đó để có cây, ổng có xả cây.
Dạ dạ, xả kèo có xả cây. Đủ thứ đó. Dạ. Đó, mình mua cây đó rồi mượn xuồng ra ngoài bơi. Dạ dạ. Dạ. Ba cái đầu tay đó mình ăn bao nhiêu có gạo chưa chắc. Rồi về đi chú ba. Rồi mai mốt con ghé lại thăm chú. Rồi chúc chú nhiều sức khỏe nha chú ba. Thì có chú mà ủng hộ thì tôi mừng rồi. Không có gì. Không phải bận mới được chứ, mình đó mình là không có dòng họ, không có dính dấp gì chân, nhưng mà có chú sống tiền mà, được. Tiền này là của chị Phương Hà ở Mỹ gửi về đưa cho con rồi gửi cho chú. Dạ. À, chị Phương Hà. À, Phương Hà đúng không? Dạ. Nói đầu quên rồi. Là chị ở dạ. Sống ở Mỹ á. Dạ. Có nghe. Dạ dạ. Có nghe bị cậu có coi trong cái lô. Dạ dạ dạ. Cậu mới biết. Dạ. Có nghe rồi. Coi có coi coi ở trong cái YouTube của thằng Cường á. À, có. Dạ. Thằng Cường nó có thật lại. Dạ, rồi cổ chỉ nhờ con gửi tiền cho chú. Dạ. Cũng cảm ơn chú. Rồi cảm ơn cô Hà luôn. Dạ. Thì có gì là cũng nhờ chú giúp đỡ nha. Dạ 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 dạ. Dạ. Rồi mình xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Coi tranh thủ rồi.